Chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của Việt Thương. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chép tệp tin từ thiết bị thu âm cầm tay Zoom H1N sang máy tính. Đầu tiên là các bạn kết nối thiết bị Zoom H1N với máy tính thông qua cổng micro USB. Lúc này thì màn hình thiết bị Zoom H1N sẽ hiển thị bảng thông tin. Các bạn chọn limiter để di chuyển xuống dòng card reader, chọn auto level để hoàn tất. Tiếp đến, nếu như bạn sử dụng Windows thì các bạn chọn Open Folder to View for Using Windows Explorer. Còn đối với hệ điều hành Mac thì các bạn double click vào icon H1N SD. Các bạn mở từng thư mục stereo và cuối là Folder 1. Bây giờ thì các bạn có thể copy file, dùng chuột di chuyển file trong máy tính. Hoặc là chọn file, click phải chọn copy vào thư mục khác của máy tính, paste vào. Như vậy là các bạn đã hoàn tất việc sao chép tệp tin từ thiết bị thu âm cầm tay Zoom H1N sang máy tính. Nếu như mà có những cái thắc mắc hoặc là khó khăn gì thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Tụi mình sẽ giải đáp cho các bạn. Và các bạn nhớ là like, share và subscribe kênh YouTube của Việt Thương Music để có thể cập nhật những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.